Xin chào mọi người, thời gian vừa qua trên TikTok có một cái trend rất là hot, tên là bài Dân Châu Á Ta Đi Vô Ba. Bài này bản gốc là từ bạn Ngọc Rùa, tiếp theo được bạn Đào Lê Phương Hoa remake lại và làm thành một bản nhảy chuẩn chỉnh hơn. Thì Đức Sang rất là may mắn khi được xuất hiện trong clip TikTok của Lờ Siết, bài Dân Châu Á Ta Đi Vô Ba đó. Thì cả clip dạy lẫn clip biểu diễn đều được cái view rất là cao. Clip dạy thì được 4 triệu view, còn clip diễn được 2,8 triệu view. Thì hôm nay Đức Sang xin phép được dạy cái bài này cách hoàn chỉnh mọi nhất mọi người nhé. Thì mình sẽ bắt đầu dạy từ nửa phần trên trước và nửa phần dưới sau, bắt đầu từ tay người đến chân, xong rồi ghép tất cả hai khổ này vào mọi người nhé. Đầu tiên này, tay trái nắm vào để ngang, giữ ngang, không chéo, không cao không thấp, dưới cằm này, ngang ngực này. Bây giờ tay phải nắm vào này, đưa ra phía trước, đấm ra phía trước, đấm hai lần. Mọi người để ý là tay không bị vung vẩy như này, mà mình sẽ có điểm dừng, mình sẽ cố định bắp tay vào người, còn dùng cẳng tay để đấm. Nhịp như sau này, 5, 6, 7, 8, nhịp 1, nhịp 2. Tiếp theo, hai tay của mình chạm vào vai nhịp 3, mở ra nhịp 4. Lại nhé, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, tay trái mở căng ra phía trước, như là mình đang cầm cái gì đó, mình đang để cái gì đó trên tay. Còn tay phải này cũng mở căng ra nhưng mà khép vào. Mình sẽ làm động tác fidula 4 lần, hất. Phần này mọi người chú ý là người mình sẽ không thay đổi nhé. Hất, vì tí nữa mình sẽ có cái hông mà. Lại từ đầu này, 5, 6, 7, 8, nhịp 1, 2, 3, 4, hất 5, 6, 7, 8. Đó, nhạc như sau này, nó sẽ là 5, 6, 7, 8. Dân châu Á ta đi vô ba, hai tay ta fidula. Rồi, phần chân nhé. Phần chân này mọi người tập giúp sang một cái là lùi chân trái trước, tiến chân phải lên trên. Làm nhanh hơn này, 5, 6, 7, lùi tiến. 5, 6, 7, lùi tiến. Bây giờ mình làm thêm một bước nữa là mình sẽ nhảy cả hai chân lên và lùi tiến. Mọi người nhìn thử này, nhảy, lùi tiến. Đó, nếu mà chỉ là bước lên phía trước thế này hoặc là lùi tiến này thì động tác của mình nó sẽ không được sung và bốc cho lắm. Thì mình sẽ làm thêm cái bước là nhảy, lùi tiến, nhìn nó rất là khỏe, rất là nhiều nhé. 5 6 7, nhảy lùi tiến thì nó sẽ vào nhịp 5 6 7, 1 2. Tiếp theo này, giữ trọng tâm chân phải này, bước chân trái lên trên, ngang chân phải, đẩy hông sang trái sang phải nhịp 3, nhịp 4. 3 4. Ngồi để ý này, là cái phần này chân nhé không trùng mà thẳng hết cỡ, người giữ nguyên, đẩy hông sang trái, hông sang phải. Lúc đẩy hông sang trái phải, phần trên người phải giữ nguyên. Nhịp 3, nhịp 4 này. Cuối cùng khi mà mình giữ nhịp bên phải này, mình sẽ vòng một vòng từ trái sang phải. Trái ra sau, phải ra trước. Đó, để ý nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ tập chay một câu 8 vừa rồi này. 5, 6, 7, 8, đấm 1, 2, hông 3, trái, hông phải, 4, tay mở ra này. Đẩy hông vòng ra sau, tay fidula này. Hông sang trái, phi 1, 2, 3, 4. Lại, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Vòng 5, 6, 7, 8. Lại, thử với lời nhé. 5, 6, 7, 8. Dân châu Á ta đi vô ba, hai tay ta phi đô la, hất. Lại với nhịp. 5, 6, 7, 8. 1, 2, hông 3, 4. Vòng 5, 6, 7, 8. 8. Rồi, tiếp theo này, mình sẽ tập đến lần tá thứ 2. Lần tá thứ 2 này, tập tay trước nhé. Hất xong rồi này, tay trái tạm thời thả xuống, tay phải nắm vào, vòng ra ngoài, đưa sang trái, vòng một vòng thả bên phải. Khi động tác dừng ở tay bên phải chéo, tiếp theo mình đổ trọng tâm lên chân phải, thẳng hết người lên này, mình sẽ sóng một cái từ ngực, bụng, hông nhé. Đầu, ngực, bụng, hông này. Đầu ra trước, ngực, bụng, hông. Lại, 5, 6, 7. Đầu, ngực, bụng, hông. Với những ai mà gặp hơi khó khăn về cái chuyện sóng này, thì mình cố gắng tập vào tường. Tập vào tường. Có được như sau. Giả sử trước mặt mọi người là bức tường nhé, thì mình sẽ làm sao cho từng phần cơ thể mình chạm vào cái tường đó. Ví dụ, đầu chạm vào tường trước này. Đầu đi ra, ưỡn ngực. Ngực chạm vào tường, ngực thu về, bụng ra, bụng chạm vào tường, bụng thu về,
hông ra, hông chạm vào tường, hông thu về. Đó, bây giờ tương tự với động tác này là đầu, ngực, bụng, hông. Và cố gắng giữ tay ở đây. 5, 6, 7, 8. Đầu, ngực, bụng, hông. Tiếp theo này, hai tay của mình, tay trái đưa ra trước, tay phải lên trên để giữ đầu gối tí nữa và giữ thôi. Nhịp như sau mọi người nhé. 5, 6, 7, 8 này. Nắm tay, vòng 1, 2, vòng 3, 4, mình sóng. Đầu 5, 6, giữ tay 7, 8. Còn chân này. Lúc mà tay của mình đóng sang bên trái, thì người mình sẽ hơi hơi quay sang trái một chút. Thì lúc đó chân phải của mình sẽ tự nhiên hơi hơi co vào. 1, 2, 3, 4, đưa người sang phải này. Bây giờ đổi trọng tâm lên chân phải. 5, 6, là sóng ở phía trên. 7, 8 này, cái này rất quan trọng này. Chân trái đưa lên phía trước, hơi ưỡn hông ra một tí. Một gì sau nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lúc cái sóng đến bụng này, cái hông này, mình sẽ kéo cái chân lên và hơi đẩy hông ra sau. Vòng đứng, đứng. Bây giờ mình sẽ khép cả tay cả chân nhé, thì sẽ dễ hiểu hơn mọi người ạ. 5, 6, 7, 8 này. Đóng. 1, 2, xoay người sang trái. Vòng 3, 4, đổ trọng tâm luôn. Bên tiếp theo, sóng. 5, 6, hai tay đặt vào đầu gối này. 7, 8, 1. Lại từ đây. 5, 6, 7, 8, vòng. 1, 2, 3, 4, sóng. 5, 6, 7, 8, chạm. 1. Mình thử ghép câu 8 đầu tiên thứ hai vào nhau nhé. Từ đầu này. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dừng. Thử với lời này. 5, 6, 7, 8, dân châu Á ta đi vô ba, hai tay ta phi đô la, mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng ta chó của. Chát. Rồi, bây giờ mình thử vào với cả nhạc mọi người nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập cái câu 8 thứ 3, 4, 5 mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái đầu tiên này. Động tác là co chân trái lên, hai tay đặt này, đẩy hông ra này. Nhịp 7, nhịp 8, bây giờ mình sẽ nhảy ra. 1, 2, mọi người để ý. Trụ chân phải, chân trái co. Chân phải mình sẽ nhảy sang phải và chân trái bước sang bên trái. Đồng thời cùng một lúc nhảy sang bên, dừng. Đó, bây giờ tay này, tay của mình sẽ đặt trên một mặt phẳng, căng ra phía trước. Lại này. 7, 8, nhảy 1, giữ 2. Bây giờ giữ nguyên cơ thể của mình, chỉ tay phải thôi. Lên nhịp mở 3 và 4. Nhá. Từng ngón tay 1, 3 và 4. Bây giờ nắm tay phải vào, đấm sang hông phải. Nắm tay trái, đấm hông trái. Thì lúc mà đấm hông phải thì hông của mình đưa sang trái. Lúc đấm tay trái, hông đưa sang phải. Để ý là cái phần hông này nó không giống như phần đầu là thẳng chân đẩy trái đẩy phải như này, mà là trùng chân lơi lơi bên phải, đánh mạnh bên trái, lơi bên trái, đánh mạnh bên phải. Thế nhá. Và để ý này là không đánh mạnh đến mức mà để bị như này, không phải như này, mà là giữ nguyên phần ngực ở phía trên, dưới đầu gối giữ nguyên trùng, chỉ phần hông di chuyển thôi. Hông bên phải lơi này, đánh trái lơi đánh phải. Là từ đây nè. 3 và 4, đánh sang trái, đánh sang phải. Tiếp theo này, hông đẩy thẳng ra sau, người ra trước một chút, hai tay lên trước để song song và hơi gập cổ tay vào, như con mèo. Nhịp 7, về 8. Lại nhé, 7, 8, nhảy 1, 2, chỉ 3 và 4, đấm, 5, đấm, 6, lên 7, về 8. Tiếp luôn này, bây giờ riêng tay chứ đã, tay phải chéo, tay trái đặt chéo, nhịp 2, đồng thời hai tay lên bên phải và đóng.
Lại nhá, nhịp như sau này. Pum 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 pum. Về 7 8 này. 1 2 3 và 4. Còn chân này, chân trái của mình bước về phía chân phải. Người để ý là chỉ bước và chạm nhẹ mu bàn chân thôi, không bước cả bàn chân hoặc là đổ lên trước như này. Trọng tâm vẫn ở chân sau, trọng tâm ở chân sau mọi người nhé. Nào, lại từ đây nào, đẩy, thu về này, chân trái bước ra, tay phải đồng thời đặt, đồng thời này, tay phải trái này, đồng thời đặt phải và trái. Mọi người để ý này là chân phải trụ thì mình cũng sẽ nhún, 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 nhún mỗi khi mà tay đặt, tay đặt, tay lên nhé, cho nó sinh động hơn. Lại này, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4. Tiếp theo này, mình lướt chân trái, thu vào, bước chân phải, thu vào. Tiếp theo, chân trái của mình, mở ra, lại. Từ đây này, 5, 6, 7, bước trái, thu vào, bước phải, thu vào, bước trái ra. Còn tay thì sao? Tay lúc đó, tay phải mình sẽ gạt, tay trái gạt. Cả tay cả chân nhé, bước trái này, tay phải gạt, thu vào, bước chân phải, tay trái gạt, thu vào và bước ra. Người để ý là ngực nhé, lúc mà đưa sang trái này, ngực cũng sang trái 45 độ, lúc mà đưa sang phải, ngực cũng sang phải 45 độ. Nào lại từ đây, 7, 8, đặt 4, 2, 3 và 4, bước 5, trả 6, bước 7, về 8. Chân trái đưa ra, nhịp 1, 2, 3, 4. Tiếp theo này, động tác sẽ có một cái sóng. Sóng này thì sẽ không phải là sóng mượt như ở phần đầu, mà là từng khúc một xuống. Nhá, mọi để ý này, đầu ra trước, ngực đưa ra, bụng và hông đưa ra, hông thả xuống. Phần này thì tay hoàn toàn ở phía sau và không làm gì cả, chỉ có người thôi. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo này, đang trùng hông ra phía sau này. Chân sẽ nhảy sang phải, nhảy sang trái, nhảy sang phải, nhảy sang trái. Đồng thời với tay, xin tay này, tay trái ra trước để thẳng, tay phải, cái bắp tay để ngang. Mình sẽ xoay cẳng tay vòng, 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 vòng khoảng 4 lần. Nhớ thì nó sẽ là vòng phải, vòng trái, vòng, vòng. Mọi người có thể thêm một chút hông vào này, là khi mà đưa chân sang phải thì hông của mình bị kéo lại bên trái, nó sẽ như sau. Tương tự, tương tự, tương tự. Đó, đưa chân sang phải thì hông bị kéo bên trái, đưa chân sang trái thì hông kéo bên phải. Vòng, vòng. Đấy, với những bạn nào mà thích sự khỏe khoắn và cá tính ấy, thì có thể làm như mình là rất đam mê ở đó, rất máu lửa. Nhưng mấy bạn nào mà thích thực sự chill chill, sương sương một chút thì có thể là chỉ làm hông thôi này. Hông, 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 chỉ là phần hông thôi. Còn tay trái giữ nguyên, còn tay phải để vuông góc cả tay này, chỉ xoay cổ tay thôi chẳng hạn. Nó sẽ như sau này. Mình làm hơi buồn cười, nhưng mà bạn Phương Hoa làm cực kỳ đẹp luôn, mọi người xem mà xem. Nhá, bây giờ mình thử ghép từ câu 8 thứ 3 thứ 5 này. Dừng ở đây. 7, 8, nhảy 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, bước 5, 6, bước 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm nhanh thử nhé. Cố lên. 5, 6, 7, 8, nhảy 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, về 8, 4, 2, 3, 4, bước 5, 6, bước 7, 8, 6, 1, 2, 3, 4, vòng 5, 6, 7, 8. Mình thử vào nhạc phần 2 nhé. Tuyệt vời.
Bây giờ thì Sang sẽ cùng mọi người làm chay từ đầu đến cuối luôn, nhưng mà đếm nhanh như nhạc để bảo nhạc mọi người đỡ bị cuống nhé. Từ đầu này: 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nào, thử chay nhưng mà với lời này. 5, 6, 7, 8, dân châu Á ta đi vô ba, hai tay ta phi đô la, mấy em gái phải đứng xếp hàng, tưởng ta cháu của Tokuda, ta chọn là 1, 2, 3, cưng khoái cứ, tưng tưng tưng, da 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 da, tình chắc kình của trên beat của Vina House. Đó. Bây giờ mình sẽ cùng thử với nhạc từ đầu đến cuối mọi người nhé. Rồi, mọi người thấy sao? Sang thì Sang rất là vui bởi vì mình được truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Thì với cái bài này nhé, mọi người nếu mà chưa quen thì hãy tua đi tua lại để xem thật nhiều lần. Còn nếu mà ai mà cảm thấy từng từng phần cơ thể nó chưa rõ động tác cho lắm, kiểu isolation vai, ngực, hông nó chưa rõ động tác ấy, thì mình có thể tham khảo học online của lớp siếc nhé. Thì trong đấy các giáo viên sẽ dạy chi tiết là cái phần ngực này là phải như thế nào, không như nào, làm sao để phân tách cơ thể rõ ràng ra. Ok.